Đức Hồng Y Philippe Barbarin đã được tòa kháng cáo của Pháp tuyên bố là vô tội đối với cáo buộc cho rằng Ngài đã không báo cáo tội lỗi lạm dụng tình dục của một linh mục giáo phận. Phán quyết vô tội này đã được tòa phúc thẩm ở Lyon đưa ra. Nhớ lại vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, Đức Hồng Y Tổng giám mục Lyon đã bị kết tội là không tố cáo hành vi đối xử tệ bạc với trẻ vị thành niên của Bernard Reynard và bị phạt lên đến 6 tháng tù treo. Bernard Reynard trước đây là một linh mục nhưng đã bị loại khỏi hàng giáo sĩ từ ngày 4 tháng 7 năm 2019. Vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua thì Bernard Reynard đã phải ra tòa tại Lyon. Trước tòa, Reynard đã đưa ra những lời khai rất bất lợi cho giáo hội nói chung và đặc biệt cho các vị hồng y tổng giám mục Lyon. Reynard khai trước tòa là năm 14-15 tuổi, tôi bắt đầu thích những cậu bé nhỏ tuổi và vị giám thị trong chủng viện đã kêu tôi lên mắng tôi là bất thường và bệnh hoạn. Tôi đã giải thích rõ điều này với Đức Giám mục. Reynard cho biết chủng viện buộc y theo học một khóa tâm lý trị liệu trong 2 năm, năm 1967 và năm 1968, như một điều kiện để có thể được đào tạo tiếp thành một linh mục. Reynard nhận xét rằng khóa tâm lý trị liệu này chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng vào năm 1972, y vẫn được phong chức và thậm chí còn được giao trách nhiệm tuyên úy cho hướng đạo, khiến cho y có cơ hội tiếp cận với trẻ em. Reynard nói trước tòa rằng năm 78 y bị các phụ huynh tố cáo, nhưng Đức Hồng Y Reynard chỉ khiển trách y và vẫn để cho y tiếp tục công việc mục vụ. Đến năm 82, nhiều đơn tố cáo lại nổi lên. Tổng giám mục Lyon lúc đó là Đức Hồng Y De Coltray chỉ trách móc và thuyên chuyển y sang chỗ khác. Trước đợt các cáo buộc khác vào năm 91, Đức Hồng Y Albert mới treo chén Reynard trong 6 tháng, rồi bổ nhiệm về một miền quê và từ đó cho đến năm 2015, không có vụ thua kiện nào nữa. Hai vị hồng y này đã lần lượt qua đời vào năm 83 và 94. Nếu các vị còn sống thì chắc chắn các vị sẽ gặp nhiều rắc rối trước lời khai của Reynard. Cũng theo lời khai của y, vị tổng giám mục tiếp theo đó là Đức Hồng Y Mary chỉ gặp gỡ y tổng cộng là 10 phút vào năm 2001 để tìm hiểu xem y có bị ai thưa kiện hay không. Đức Hồng Y Ver qua đời vào năm 2002 và được thay thế bởi Đức Hồng Y Barbarin, là người giữ nguyên hiện trạng từ thời Đức Hồng Y Boyle, vì thực tế là không có ai thưa kiện. Những đơn kiện từ năm 2015 là nhằm đòi bồi thường cho các vụ lạm dụng diễn ra trước khi Đức Hồng Y Barbarin được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Lyon. Ngài đã nhanh chóng khởi xướng một tiến trình điều tra giáo luật kết thúc vào tháng 7/2019 với quyết định loại bỏ Reynard khỏi hàng giáo sĩ. Reynard năm nay 75 tuổi nói trước tòa rằng y đã lạm dụng tính dục ít nhất là 75 trẻ em và đưa ra nhận xét rằng nếu như giáo hội đã loại tôi sớm hơn thì hẳn là tôi đã dừng lại sớm hơn. Những lời khai và nhận xét của Reynard đã gây nên những luồng dư luận rất bất lợi cho đơn kháng cáo của Đức Hồng Y Barbarin. Phán quyết ngày 30 tháng Giêng của tòa phúc thẩm ở Lyon đã gây bất ngờ cho cả những người bênh vực lẫn những người chống đối ngài. Các nguồn tin tường thuật từ phiên tòa cho thấy là phán quyết này được đưa ra sau khi chính các công tố viên trong vụ án cũng thấy là họ vô lý và đã tìm cách minh oan cho Đức Hồng Y. Đúng là nhân chi sơ tính bản thiện. Các luật sư của Đức Hồng Y đã gọi kết quả này đó là hợp lý và nhận xét rằng Đức Hồng Y Barbarin đã là đối tượng bị vu cáo và phỉ báng trong suốt quá trình xét xử. Tưởng rằng cũng nên nhắc lại một chút ngày 7 tháng 3. Năm quan chức khác của các tổng giáo phận bị xét xử với Đức Hồng Y Barbarin đã được tha bổng, nhưng dưới áp lực của các phương tiện truyền thông, Đức Hồng Y bị kết án 6 tháng tù treo. Ngày 18 tháng 3, 2019, Đức Hồng Y Barbarin đã triệu ít Đức Thánh Cha Francisco để trao đơn từ chức tổng giám mục Lyon cho ngài. Nhưng Đức Thánh Cha đã bác bỏ đề nghị này và một ngày sau đó, Đức Hồng Y đã dành cho hệ thống truyền hình KTO của Công giáo Pháp một cuộc phỏng vấn. Ngài đã chia sẻ rằng tôi không biết gì về thế giới của tòa án và tư pháp, và điều tuyệt vời và mạnh mẽ về hệ thống tư pháp là vấn đề trở nên rõ ràng và bạn phải lắng nghe những người khác. Trong trường hợp cụ thể này là các nạn nhân, và mặc dù tôi đã gặp hàng chục người trong số họ cũng như là người thân và con cháu của họ. Nói về cảm nghiệm của ngài đối với phiên tòa, ngài chia sẻ rằng tôi đã bị nướng trong 3 giờ đồng hồ và tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi về những gì mà tôi đã làm một cách rõ ràng và minh bạch. Mục tiêu không phải là để nói rằng tôi đã làm tốt, nhưng là để làm rõ những gì mà tôi đã làm và tại sao tôi lại làm như vậy. Về quyết định kháng cáo bản án, ngài giải thích thêm.
Tôi có quyền này ở Pháp và tôi làm theo lời khuyên của luật sư cũng như là công tố viên, và thậm chí cả Đức Thánh Cha cũng đồng ý là tôi nên làm như vậy. Đức Hồng Y tái khẳng định là mình vô tội và nhắc lại một lần nữa, tôi đã giải thích những gì tôi đã làm, cách tôi làm và lý do tại sao tôi làm những điều đó. Tôi không nói rằng tôi đã làm tốt và tôi thừa nhận rằng nhân vô thập toàn. Tôi có thể phạm sai lầm nhưng không phải là những gì mà người ta cáo buộc tôi. Ngài giải thích rằng khi Ngài gặp một trong những nạn nhân vào tháng 11 năm 2014 là người đã nói với Ngài về nỗi buồn của anh ta vì đã không báo cáo sự thật. Đức Hồng Y cho biết thêm, tôi đề nghị anh ta xem tài liệu lại có những nạn nhân khác không, và đó là điều mà người này đã làm. Người mà Đức Hồng Y đề cập đến đó là Alexander Hezek, tháng 7 năm 2014. Anh báo cho Tổng giáo phận Lyon biết về trường hợp bị Rinat lạm dụng tính dục 24 năm trước đó khi còn là một hướng đạo sinh và Rinat là linh mục tuyên úy. Và anh cũng đã đặt vấn đề với Tổng giáo phận khi biết rằng Rinat vẫn còn sống và đang hoạt động mục vụ tại một giáo xứ địa phương với trách nhiệm dạy giáo lý cho các học sinh. Tuy nhiên, Đức Hồng Y lẫn anh ta đều không nghĩ rằng Đức Hồng Y phải báo cáo với cảnh sát, và trong phiên tòa sơ thẩm, công tố viện cũng thừa nhận rằng chính các nạn nhân cũng phải thực hiện điều đó. Đức Hồng Y ngài nói thêm rằng bản thân việc không báo cáo sự thật có thể là một sai lầm, và nếu tôi bị kết án về điều đó thì đó là điều công bằng. Điều khoản trong bộ luật hình sự về việc báo cáo trong các trường hợp lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đã được công tố viên trong phiên tòa sơ thẩm và chánh án trong phiên tòa thứ hai diễn dịch trái ngược nhau. Đức Hồng Y ngài nhận xét cay đắng rằng nếu nó được giải thích theo chiều hướng chống đối lại tôi như trong phiên tòa sau cùng thì cũng đành chịu mà thôi. Nhưng vì có một sự khác biệt giữa những gì mà công tố viên nói trong phiên sơ thẩm và những gì mà tòa án nói sau này, đó là chuyện bình thường, nên tôi quyết định kháng cáo bản án. Cuối cùng, Đức Hồng Y khẳng định rằng tôi không hề bao che cho cha Rinat, đó là một phán quyết bất công đối với tôi. Thiết tưởng rằng cũng nên nói thêm về điều này sau cuộc nói chuyện với Đức Hồng Y. Anh Hezret đã tìm được 9 người khác cũng bị Rinat lạm dụng tính dục. 9 người này đã lập ra nhóm để tìm cách truy tố Đức Hồng Y bất chấp thực tế do chính họ công nhận trong một tuyên bố trực tuyến vào sáng thứ Năm ngày 7 tháng 3, ngay sau phán quyết của tòa án về 6 tháng tù treo dành cho Đức Hồng Y Paparin, rằng là 9 người khiếu nại này nhất trí đã thừa nhận rằng những lời cáo buộc của họ đã được Tổng giáo phận Lyon và chính Đức Hồng Y đón nhận một cách nghiêm chỉnh với lòng thương cảm, và đã được chấp nhận mà không có lời chất vấn nào đối với những gì mà họ cáo buộc. Tuy nhiên, về sau anh cảm thấy mục tiêu của nhóm không phù hợp với anh nên anh đã rút lại khiếu nại của mình, và tất cả điều anh muốn là Tổng giáo phận thận trọng với Charinat chứ không phải là việc truy tố Đức Hồng Y Paparin. Đức Hồng Y Philip Paparin, ngài đã vui mừng tuyên bố rằng với sự thanh thản, tôi ghi nhận phán quyết của tòa phúc thẩm Lyon và đã tuyên bố rằng tôi vô tội đối với những gì mà tôi bị cáo buộc. Quyết định này khiến cho có thể lật sang một trang mới, và đối với giáo hội tại Lyon, đây là cơ hội để mở ra một chương mới. Đây là lý do tại sao một lần nữa tôi sẽ trao lại chức vụ Tổng giám mục Lyon cho Đức Thánh Cha đương kim Francisco. Và đương nhiên, Đức Thánh Cha Francisco ngài muốn gặp tôi và tôi sẽ đến Roma. Nhớ lại tháng 3 năm 2019, ngài đã từ chối đơn từ chức của tôi và đã chấp nhận cho tôi được tạm nghỉ trong suốt thời gian thi hành tố tụng. Và giờ đây tôi có thể yên tâm lại lập lại cái thỉnh cầu của mình trước ngài. Suy nghĩ của tôi hướng đến các nạn nhân với nhiều anh chị em khác, và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho họ cũng như là cho gia đình họ hàng ngày trong những giờ kinh của tôi. Và cũng xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho tôi, cho giáo phận Lyon và mỗi cư dân của thành phố này, để họ có thể được nên một. Thực sự, tiến trình tố tụng để minh oan cho Đức Hồng Y Paparin đó là một tin vui lớn cho người công giáo toàn cầu nói chung và người công giáo ở Tổng giáo phận Lyon nói riêng. Bởi lẽ trong giáo hội luôn có những biến cố và những khó khăn cần phải vượt qua, và cũng xin mọi người hãy cầu nguyện cho giáo hội của Chúa ngày càng được thăng tiến hơn nữa.
đâu. Bao năm con cất bước tìm Ngài, Giêsu, Ngài là ai? Không nhà, không quyền, không thế yêu con những lúc tội tình, yêu con vác lấy thập hình màu đào loang tím vùng trời yêu thương. Giêsu, Ngài ở đâu? Trên trời cao hay dưới sông sâu? Giêsu, Ngài ngay đó bên con. Sao con tìm kiếm đâu xa? Ôi Giêsu, người cô thế, đang đói khát đợi chờ anh em chờ đợi ai? Chúa trời chính người hành khất, ai cho bát nước thật đầy, ai cho áo ấm để mặc, chính là cho Chúa lời người dạy ta. Giêsu, Ngài ở đâu? Trên trời cao hay dưới sông sâu? Giêsu, Ngài ngay đó bên con. Sao con tìm kiếm đâu xa? Ôi Giêsu, người cô thế cô thân, ôi Giêsu, người hành khất bơ vơ, Ngài ở bên con, Ngài ở bên con chẳng ở đâu xa. Hãy subscribe.